Anh Độ học giỏi nhất môn gì á? Giỏi nhất thì như là toán thôi. 7 x 10 là 70, 5 là 25, là 70, 95 điểm cho quý vị và các bạn. Hợp lý. Nhìn bạn trên là lũ quét nhiều rồi không? Trước là thích một lần rồi. Nhìn bạn cứ học được khoảng 1-2 năm lũ quét một lần, bay đi mất một lần đợt giáo viên. Không phải phải thay đợt giáo viên phải từ vùng khác đến. Cứ học nó không được liền mạch như bọn ông ở thế Đồng Bằng. Nhân 3 18 đúng không? Đi về nhầm. Quỳ xuống. Đi con mẹ. Vô lý. Mẹ mày bị điên này.